Đây là cách khoan, một người khoan. Vâng, và bây giờ tôi sẽ chạy thử máy khoan đất Oshima 2BS công suất lớn. Máy này có thể dùng khoan cho một người hoặc hai người, khoan cùng một lúc. Máy này có thể khoan được tất cả mọi địa hình: đất đá, sỏi, đất cứng. Đường kính mũi khoan tối đa là 300mm. Có bộ sách đi kèm theo máy là có sách hướng dẫn sử dụng, chứa bảo hành, bộ phụ kiện. Máy pha nhớt, vẽo luôn nguyên liệu và một thân máy chính. Bây giờ mình sẽ cho nguyên liệu vào cho máy. Đây là nguyên liệu sang pha nhớt tỷ lệ 1:25 mình đã pha sẵn nha các bạn. Khi chúng ta mở nắp ra, chúng ta nắp cái phễu đun xăng vào. Sau khi đun xăng, chúng ta sẽ nắp chặt vào để tránh xăng nó sóc, nó trào ra ngoài. Khi máy mới bắt đầu sử dụng, khi mà bơm xăng xong, khi mà đun xăng xong thì chúng ta sẽ bơm xăng lên nha các bạn. Ở đây có một cái nút bơm xăng, chúng ta sẽ ấn khi nào mà nó đầy nút này khoảng tầm 10 đến 12 cái. Rồi, khi mà xăng đã lên đầy rồi nha các bạn. Thì chúng ta bật cái nút on này lên. Khi mà chúng ta sử dụng một người á thì là chúng ta cầm như thế này. Chúng ta khoan. Còn khi nào chúng ta có hai người thì hai người cầm hai đầu, chúng ta dùng cái tay ga này. Và bây giờ chúng ta sẽ nắp mũi khoan vào. Bây giờ chúng ta sẽ nắp chạy thử mũi khoan đường kính 200 và có chiều sâu là 80. Mũi khoan có một nỗ để gài vào với trục của máy và chúng ta đút khoan vào. Bạn lưu ý để cho hai nỗ nó tương đương nhau thì chúng ta gắn chốt vào ha. Sau khi gắn chốt xong thì chúng ta sẽ gài lại. Và bây giờ chúng ta chỉ cần khởi động và khoan.
Đây đây, đây đây. Với dòng máy khoan Oshima 2BS công suất lớn thì chúng ta có thể xoan tối đa ngập đến tới trên này thì độ sâu của máy có thể đạt đến 80-85. Độ sâu từ dưới lên 80-85 và đường kính tối đa là 300. Mình vừa khoan thử cho các bạn là đường kính của mũi khoan là 20. Và bây giờ mình sẽ đắp mũi khoan đường kính 30 và khoan cho các bạn xem. Bây giờ chúng ta sẽ tháo mũi khoan ra và nắp mũi khoan đường kính 300 và khoan đường kính 300. Khi nắp mũi khoan và chúng ta để ý hai lỗ này và lỗ này nó thông nhau và chúng ta lắp chốt qua để gài lại. Khoan thử cho các bạn mũi khoan đường kính 300. Bây giờ mình sẽ khoan thử máy này một người cho các bạn. Đường đi. Lắp ráp chạy thử máy khoan đất Oshima 2BS cho các bạn với đường kính mũi 300. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi khoan thử. Đây là cách khoan một người khoan. Chúng ta vừa khoan thử cách khoan một người dòng 2BS 2 ngựa rưỡi này. Bây giờ chúng tôi sẽ test máy khoan hai người cùng một lúc cho các bạn xem. Khởi động thì chúng ta vẫn bật công tắc lên và dần nổ. Khi sử dụng hai người thì chúng ta sẽ dùng tay khoan này. Đứng vững, khoan. Chúng tôi vừa test mũi khoan đường kính 250 cho các bạn. Và bây giờ chúng tôi sẽ tháo ra và test mũi khoan đường kính 150 cho các bạn nhé. Bây giờ chúng ta cũng sẽ bật công tắc và giật nổ. Đây là cách khoan một người.
Bây giờ chúng tôi sẽ khoan hai người. Với dòng máy khoan đất 2BS động cơ 2 ngựa rưỡi thì moment xoắn nó sẽ cao hơn, nó sẽ khỏe hơn và chúng ta khoan dễ dàng hơn ở những vùng đất cứng. Nếu như các bạn có nhu cầu quan tâm đến sản phẩm máy khoan đất trồng cây Oshima, hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại bên dưới video. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.